là chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, quyết đoán, năng nổ, nhiệt tình. Anh Nguyễn Văn Túc cũng là nông dân giàu kinh nghiệm về chuyện trồng mít, nuôi lươn. Là bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp, ông Trịnh Thanh Sang cũng là ông chủ của vườn bưởi da xanh luôn cho thu nhập cao. Là đảng viên mẫu mực, ông Trần Văn Trung cũng là người nông dân mạnh dạn tiếp cận công nghệ tiên tiến trong sản xuất. Họ là những cán bộ luôn gương mẫu đi đầu trong công tác và cũng là đảng viên làm kinh tế giỏi. Quy định số 15 ra đời đã mở ra một cơ chế thoáng cho cán bộ đảng viên phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Trong mỗi kỳ đại hội đảng, trong những nghị quyết về phát triển kinh tế, huyện ủy Phụng Hiệp luôn chú trọng triển khai nội dung quy định này đến các tổ chức đảng, tạo điều kiện để đảng viên phát triển kinh tế. Hiện nay, trong số hơn 4.000 đảng viên ở Phụng Hiệp đã xuất hiện gần 200 mô hình làm kinh tế giỏi, có thu nhập cao. Nhiều cán bộ đảng viên vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, vừa năng động sáng tạo, sản xuất đạt hiệu quả, là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. Trong làm kinh tế giỏi thì đảng viên thì phải thực hiện cái phương châm công tác dân vận là gần dân, hiểu dân và học dân. Do vậy mà gần 200 cái mô hình làm kinh tế giỏi thì bước đầu thì các đồng chí cũng đã học hỏi kinh nghiệm ở những lão nông chi điền đã làm kinh tế giỏi rồi thực hiện áp dụng khoa học kỹ thuật nên cái kinh tế của đảng viên mình phát triển. Từ cái phát triển kinh tế của đảng viên thì người dân ta tin theo đảng và cái mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa đảng với dân ngày càng gắn bó. Mấy tháng nay ông Trần Văn Trung đang chuẩn bị giá thể cho những bầu dưa lưới sắp trồng. Những năm qua kể từ khi tham gia mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng áp dụng công nghệ cao, ông đã rành rẽ chuyện chuẩn bị giá thể sao cho vào dinh dưỡng, tơi xốp, dễ thoát nước, kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất từ các khâu chọn hạt giống, gieo ươm cây con, chuẩn bị hệ thống tưới nhỏ giọt, vân vân. Chỉ 4 ngày nữa, lứa cây con sẽ được trồng và 2 tháng rưỡi sau đã cho ông vụ thu hoạch rộ. Ông Trung là đảng viên thuộc chi bộ ấp Tân Long B và cũng là nông dân sản xuất giỏi của hợp tác xã nông nghiệp Thuận Phát. Với 2 nhà màng có thể trồng hơn 13.000 bầu dưa lưới, mô hình của ông đã tạo ra hàng chục việc làm thường xuyên cho bà con địa phương. Chính nhờ thực hiện mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu, hợp tác xã của ông Trung luôn chủ động đảm bảo quá trình sản xuất được liên tục, không theo mùa vụ như lối canh tác truyền thống. Mô hình còn có sự liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm nên mang lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi thành viên thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Làm kinh tế giỏi, người đảng viên ấy càng hiểu thêm trách nhiệm của chính mình. Là đảng viên rồi, làm kinh tế là một. Đó, rồi cái nhiệm vụ thứ hai nữa là coi như mình vận động cũng là một cái. Mà cái thứ ba nữa là mình phải làm sao, mình phải biết được cái vai trò của một cái người đảng viên. Đó, cái vai trò của mình là rất là nặng. Mình phải là gương mẫu. Rồi mình đó là mình phải là có cái sự mà đóng góp cho chi bộ, cho chính quyền. Vệ sinh và thay nước bể nuôi lươn là công việc hàng ngày của anh Nguyễn Văn Túc, một cán bộ xã gương mẫu, một người nông dân cần mẫn và chịu khó. Nhờ học hỏi các anh em trong tổ kỹ thuật nông nghiệp, anh đã phát triển mô hình nuôi lươn không bùn với chi phí thấp, không tốn nhiều diện tích nhưng vẫn mang lại thu nhập ổn định. Nuôi lươn này tôi nuôi được 4 năm rồi. Thì coi như hàng năm đều đạt hiệu quả. Tôi nhận thấy đó là nếu là cán bộ địa phương đó, ngoài cái việc mà mình thực hiện tốt cái nhiệm vụ được đảng, nhà nước, nhân dân giao đó, thì cái vấn đề phát triển kinh tế gia đình là cần thiết. Mà nếu như cán bộ địa phương mà gương mẫu đi đầu tiên phong trong những cái mô hình mới đó mà có hiệu quả rồi đó, thì bà con sẽ mạnh dạn sẽ thực hiện theo. Cùng với mô hình nuôi lươn, anh Túc còn gây dựng được vườn mít Thái ruột vàng có diện tích 8.000 m². Ngoài giờ làm việc, người cán bộ ấy lại tất bật với bể nuôi lươn hoặc luôn tay trong vườn cây ăn trái. Với anh, đó là niềm vui. Bận rộn là vậy, nhưng thời gian anh Túc dành cho công việc vẫn nhiều hơn tất cả. Kể từ ngày anh Túc về tham gia sinh hoạt, cuộc họp nào của chi bộ ấp Sậy Níu B cũng đông đủ và sôi nổi. Giữ cương vị chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phụng Hiệp, anh Nguyễn Văn Túc luôn sâu sát lắng nghe ý kiến từ cơ sở để cùng đảng bộ và chính quyền xã giải quyết kịp thời những nguyện vọng chính đáng của nhân dân như xây dựng đê bao chống lũ, phát triển mô hình sản xuất tiết kiệm đất mà hiệu quả cao,
Người cán bộ đã hơn 30 năm gắn bó với xã nhà, luôn được bà con quý mến, tin yêu. Đồng chí Túc thì phải nói đồng chí rất là cần cù từ công việc, từ công tác cho đến là công việc nhà. Vừa rồi là đồng chí thu nhập trên 100 triệu lợi á. Cái phong trào nuôi lương đó, thì 2 năm nay là ở xã Phong Hiệp phát triển rất là khá. Bà con xã Hòa Mỹ không chỉ biết đến ông Trịnh Thanh Sang như là một bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp năng nổ, nhiệt tình, mà còn là một nông dân sản xuất giỏi. Vườn bưởi 1,5 hecta là thành quả của ông Sang trong suốt 6 năm lao động và học hỏi những kinh nghiệm về thiết kế vườn, trọng giống, bón phân hay tưới cây khi nắng, tiêu nước vào mùa mưa. Những trái bưởi trong vườn nhà luôn có nghĩa tình mà đền đáp sự cần cù của vợ chồng ông trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Khi đã lập vườn, lên liếp khai mương, công lao động ở vườn bưởi không nhiều mà vẫn tạo thu nhập ổn định. Nhờ sản phẩm luôn đạt tiêu chuẩn về chất lượng và mẫu mã nên đầu ra được đảm bảo từ các thương lái quen thuộc. Vườn bưởi cho thu nhập cao, cuộc sống gia đình ngày thêm khấm khá. Ông Sang càng thêm yên tâm công tác, sẵn sàng vì cuộc sống chung của bà con. Mình là người đảng viên ở địa phương, phải đi đầu các phong trào. Ví dụ như mình dùng đất này nó phèn giống như mình muốn sản xuất vấn đề đó. Để hiệu quả thì mình sản xuất hiệu quả thì mình có thể là nhân rộng ra. Đã mình có tiếng nói với bà con và tôi làm vấn đề đó thì bà con có thể là người ta chuyển đổi theo mình. Thì từ cái đó mục đích đẩy mạnh là để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo mới bền vững. Trong cái phương hướng tới thì thực hiện theo cái nghị quyết của huyện đảng bộ thì các cái mô hình của đảng viên làm kinh tế giỏi sẽ được nhân rộng. Và cái biện pháp thì được nhân rộng bằng nhiều cách. Có thể là đảng viên sẽ giúp đỡ cho nhân dân ở địa phương. Ngoài cái kinh nghiệm và những cái học hỏi mà học hỏi từ dân, mình học hỏi của người dân làm kinh tế giỏi, mình triển khai lại cho những người ta chưa biết làm kinh tế và giúp cây con giống để làm sao trong địa bàn của từng địa phương đơn vị sẽ có nhiều mô hình. Có thể thấy những mô hình đảng viên sản xuất giỏi ở Phụng Hiệp hầu hết đều gắn với nông nghiệp, hoạt động kinh tế chủ yếu của địa phương. Nhiều đảng viên làm kinh tế giỏi đã khai thác tiềm năng của đất bằng sự sáng tạo cần cù, bằng quyết tâm vươn lên. Họ xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: đảng viên đi trước, lạc nước theo sau. Xứng đáng với niềm tin của nhân dân trên con đường xây dựng cuộc sống no ấm, yên vui trên quê hương mình. Thưa quý khán giả, không chỉ làm kinh tế giỏi, nhiều cán bộ đảng viên ở huyện Phụng Hiệp còn gương mẫu tiên phong đi đầu trong phong trào hiến đất cho các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh, góp phần cùng địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi diện mạo quê hương. Và câu chuyện về đảng viên Nguyễn Văn Thà là một điển hình. Nhà văn hóa ấp Mỹ Thuận, xã Phụng Hiệp trước kia là điểm trường tiểu học địa phương. Hiện nay đây không chỉ là điểm sinh hoạt, hội họp của bà con, mà còn chứa đựng biết bao ước mơ của chú Út Thà, một đảng viên hết lòng vì chòm xóm quê hương. Là người hiến tặng phần đất của mình để xây dựng nhà văn hóa, chú Út Thà không khỏi mừng vui khi thấy nơi đây đang góp phần mang lại những lợi ích thiết thực cho bà con. Hàng tuần, nhà văn hóa tổ chức các buổi dạy nghề cho lao động nông thôn. Học viên ở đây không phân biệt lứa tuổi, có cả những bạn trẻ chỉ mới 14-15 tuổi nhưng rất đam mê và có tinh thần vượt khó. Đồng chí Nguyễn Văn Thà thì có hiến miếng đất để mà cho xã để mà cất cái điểm trường, điểm lẻ cho các em học sinh ở tiểu học để mà được học tại cái điểm lẻ này. Thì trên cơ sở đó thì đến năm 2018 đó thì trường có sáp nhập lại các điểm lẻ thì học về các điểm chính. Thì do đó thì có trả lại cho đồng chí Út Thà. Nhưng mà sau đó thì đồng chí Út Thà trong năm 2019 là cho hiến lại một lần nữa cho xã để mà xây dựng cái nhà văn hóa. Chú Út Thà là tên gọi thân thương quen thuộc của bà con xã Phụng Hiệp khi kể về ông Nguyễn Văn Thà. Vào những năm 2005 đến năm 2009, ông Thà là bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp Mỹ Thuận 1. Không chỉ phát huy nhiều hơn nữa trách nhiệm và nghĩa vụ của một người đảng viên, cương vị ấy còn là cơ hội để ông thực hiện ước mơ giúp bà con quê mình có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nước và điện là hai nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt của người dân. Vì thế, ông Út Thà thường quan tâm hỏi han bà con để kịp thời hỗ trợ. Năm 2011, ông đã hiến 1.300 mét vuông đất ngay tại nhà mình để xây dựng trạm cấp nước,
đáp ứng yêu cầu cấp bách về nước sạch sinh hoạt cho gần 1.400 hộ dân của xã Phụng Hiệp. Mình cũng có suy nghĩ, bây giờ là nếu mình không hy sinh cái chỗ ở của mình để tạo điều kiện cho nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, đầu tư nước sạch cho bà con xài đó, thì bà con mình sẽ chịu cái sử dụng cái nước là ô nhiễm môi trường. Thì sau khi đó thì mình cũng thống nhất nhà nước đầu tư làm con nước. Tuy rằng ngôi nhà chất chứa nhiều kỷ niệm của người thân phải dời đi, nhưng đổi lại dòng chảy yêu thương và niềm tin của ông đã được lan tỏa đến rất nhiều hộ gia đình. Nơi đây từng là hàng chuối xanh tốt của gia đình ông Út Thà. Từ năm 2012 đã được thay thế bằng đường dây điện. Đã từng có những giọt nước mắt rơi xuống vì xót xa của vợ ông khi phải phá bỏ những thành quả từ mồ hôi, công sức của gia đình. Nhưng hơn 60 hộ dân ở khu dân cư vùng sâu Nung Cá Bông đã có điện. Đây chính là niềm vui to lớn của biết bao người. Từ năm 2006, từ khi có trường tiểu học, ông Út Thà lại tiếp tục hiến tặng hơn 1.000 mét vuông đất để làm đường cho học sinh đi lại dễ dàng. Nhờ con đường này mà giờ đây nhiều hộ dân và các bạn thanh niên học nghề đi lại thuận tiện hơn. Trân quý món quà của chú Út, chính quyền và bà con cũng góp phần điểm tô cho con đường ngày càng thêm đẹp. Đồng chí Út Thà cũng đã góp phần tạo được cái lòng tin ở đối với bà con nhân dân ở cái địa phương này. Bà con cũng rất là phấn khởi. Qua đó thì bà con cũng ủng hộ rồi tham gia tích cực trong các cái phong trào để mà hiến đất, để mà làm lộ cho cái xã Phụng Hiệp trong thời gian vừa qua. Đã góp phần cho xã Phụng Hiệp đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2020. Chính quyền và bà con luôn tin yêu và ghi nhận những đóng góp của ông Nguyễn Nhân Thà. Nhưng với ông, hạnh phúc hơn tất cả vẫn là ước mơ ngày nào đã trở thành hiện thực. Mình đã hy sinh một phần cái tài sản cá nhân của mình, nhưng mà bù đắp lại được có cái là bà con là đã có là đường nè, bà con có điện nè, bà con có nước nè, và bà con là con em mình có cái điểm trường để học, thì đây là thực hiện được ước mơ mình. Những hành động cao đẹp của người đảng viên Nguyễn Văn Thà sẽ góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ địa phương phấn đấu hết lòng yêu nước, thương dân, luôn sẵn sàng cống hiến vì tổ quốc, quê hương. Thưa quý khán giả, chương trình Vì nước vì dân hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.